Khánh Vân đốt cháy bán kết Miss Universe với body rực lửa, cắt toát thần sầu, họ sở dáng tạo hit siêu đỉnh. Khánh Vân đốt cháy đêm bán kết Miss Universe 2020 với phần thi bikini cực kỳ xuất sắc. Đêm bán kết Miss Universe 2020 đang được diễn ra tại Florida, Mỹ vào lúc 6:00 theo giờ Việt Nam. Sau màn giới thiệu tên và quốc gia vô cùng hào sảng, 74 cô gái bước vào phần thi trang phục áo tắm vô cùng sôi động. Khánh Vân cùng các thí sinh được mặc những bộ bikini hút mắt cùng phần áo choàng bay bổng. Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân được xếp vào thí sinh trình diễn cuối cùng. Mặc dù đi sau quái vật Venezuela nhưng Khánh Vân vẫn có một khoảng trời ngôi sao cực kỳ đẹp mắt. Người đẹp sinh năm 1995 tự tin phô diễn vóc dáng với số đo vàng 83-61-95 và tỏ ra không hề kém cạnh trước bất cứ một thí sinh nào. Không hổ danh là Best Catwalk tại Miss Universe Việt Nam 2019, Khánh Vân là một trong những thí sinh cảm nhạc rất tốt. Ngay từ đầu đường băng, đại diện Việt Nam đã tạo nét cực kỳ ấn tượng. Hiểu rõ được sân khấu cô đang đứng chính là đại hội sắc đẹp tìm kiếm nữ hoàng sở hữu thân hình nóng bỏng và gợi cảm, Khánh Vân sải bước uyển chuyển và có những màn đánh hông khiến toàn bộ ống kính không thể bỏ qua. Nếu như đàn chị Hờ Hen Nỉ Hệ gây sốt với màn tạo hít động hóa bướm hoàng thủy có kiểu cắt bắt bạm bụ thì Khánh Vân đã tận hưởng hào quang trên sân khấu Miss Universe 2020 với kiểu xoay bạc hà lốc xoáy. Ở hàng ghế khán đài, những tiếng vỗ tay và sự hò reo không ngớt chính là bảo chứng cho sự thành công của Khánh Vân nói riêng và 73 cô gái còn lại trong phần thi áo tắm. Trên nền nhạc sôi động cùng hiệu ứng của ánh đèn sân khấu lung linh đã tạo nên một bữa tiệc nhan sắc mãn nhãn cho người hâm mộ. Khánh Vân đã không khiến fan tại quê nhà thất vọng trước hình ảnh của một cô gái có trái tim yêu thương, ấm áp đã can đảm thi thố trong điều kiện mùa dịch khó khăn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.